Như vậy thì Jetka Token thì đã snapshot từ ngày là 12 tháng 3 năm 2024 nhá. Anh em có thể là check xem mình có trúng được airdrop không. Và ZK Token này là của dự án Polyhedra nhá, chứ không phải là ZK Sin đâu. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái dự án Polyhedra với cái mã token là ZK nhá. Và dự án này thì nó cũng mới công bố snapshot và hiện tại thì nó đang chuẩn bị được lên Zoom Start của sàn OKX nhé. Thì lát nữa chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về Zoom Start Stock. Ở đây thì dự án đã công bố là có airdrop và mọi người có thể là check này. Ở đây là những cái tác vụ mà nó sẽ airdrop cho mọi người, và chúng ta thấy ở đây thì có cả cái nhiệm vụ của sàn Binance này, rồi là sàn OKX và BNB Chain, đúng không? Tại vì là cái dự án này nó được đầu tư bởi là cả Binance cũng như là cái sàn OKX nữa. Rồi thì quay trở lại chúng ta tìm hiểu về cái dự án này là gì. Thì Polyhedra nó là một cái dự án về cơ sở hạ tầng Web3, nó giúp cho kết nối những cái blockchain và luân chuyển tài sản nó một cách dễ dàng hơn. Và về sản phẩm của dự án thì nó gồm có là ZK Bridge Token này. Thì cái này thì mọi người có thể là di chuyển token từ chain này sang chain khác, thì này nó rất là quen thuộc rồi, chắc là mọi người không xa lạ gì nữa, đúng không? Cái nữa đó là về NFT này. Thì ở đây thì mọi người có thể là tạo ra NFT từ rất là nhiều chuỗi khác nhau này. Mọi người có thể là import NFT từ các cái blockchain nữa. Và dự án nó còn có cái công nghệ xác thực DID ấy, tức là nó sẽ giúp cho xác minh cái danh tính của mọi người ấy. Thì cái dự án tương tự về cái DID này, đó là dự án ID này và cũng như là cái dự án NS nữa, đúng không? Và ngoài ra thì nó còn có là về ZK Bridge Message này, rồi là Viên Minh cái thứ nữa này. Đó thì đó là về cái sản phẩm nhé. Và ở đây thì mọi người cũng có thể là xem qua về cái ecosystem, tức là những cái nền tảng mà dự án này nó đã kết nối. Thì hiện tại thì có tổng là 81 cái dự án và nền tảng khác nhau nhé. Thì trong đó có các cái layer 1 này. Thì ở đây chúng ta thấy có những cái trên nổi bật như là BNB này, Celo là Phantom này, đúng không? Rồi layer 2 thì chúng ta thấy có nhiều hơn nữa, Arbitrum, BNB Chain này, rồi là có Mantle, Manta Network này, đúng không? Linear này, Metis, Polygon này, rồi là một số những cái bên như infrastructure này này, thì cũng có một số các dự án ở đây đó. Rồi là về gaming minh này đó, rồi là về metaverse, NFT, DeFi, DAD này đó. Đó là một số những bên mà đã có cái sự liên kết với lại là Polyhedra. Thì các bạn thấy là cũng có khá là nhiều đây, đúng không? Rồi các bạn đã hiểu là Polyhedra nó làm cái gì rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút về cái OKX Zoom Start, là cái nơi mà cái dự án này nó sẽ lead nhé. Thì dự án này nó được cả OKX cũng như là Binance đầu tư, nhưng mà chắc là Binance nó đang vướng cái dự án ETH file đấy, nên là nó không có lock pool ở cái dự án này nữa. Và cái dự án này thì nó lên Zoom Start của sàn OKX nhé. Thì Zoom Start nó cũng là một cái nền tảng khá là uy tín. Cái đợt trước thì chúng ta thấy là nó Zoom Start cái dự án xui và mọi người tham gia thì kiếm được khá là nhiều lợi nhuận, đúng không? Bây giờ chúng ta có cơ hội nữa với lại là cái dự án Polyhedra này với mã token ZK nhé. Thì cái Zoom Start này nó sẽ bắt đầu vào là 21 giờ, tức là vào ngã 13 giờ ngày 15 tháng 3, tức là vào ngày mai nhé, và sẽ diễn ra trong 4 ngày đến 13 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2024 nhé. Và ở đây thì mọi người cũng có thể là tham gia để mà chúng ta có thể nhận được cái token ZK này nhé. Và chúng ta có thể là tham gia bằng cách là stake BTC cũng như là ETH nhé, và tối thiểu thì không có, tối đa thì là 3,5 ETH và 0,3 BTC. Thì mọi người có ETH và BTC mà các bạn mua và hold nắm giữ lâu dài, các bạn có thể chuyển lên OKX và chúng ta stake để chúng ta nhận được ZK token nhé. Cũng như là bạn nào mà có cái vốn nhàn rỗi thì các bạn có thể là chúng ta mua BTC hoặc ETH để mà chúng ta stake, tại vì mọi người thấy rằng là BTC thì nó cũng đã phá đỉnh rồi, ETH thì nó cũng sắp phá đỉnh cũ của năm 2021 rồi, và cơ hội tăng giá của nó thì vẫn còn, đúng không? Nên là chúng ta mua, chúng ta stake trong 4 ngày này, nếu mà tiếp tục nó tăng giá thì chúng ta sẽ có lãi kép, đúng không? Và nếu mà nó chẳng may nó giảm thì nếu mọi người cứ để, mọi người không có nhu cầu bán ngay, tức là vốn của mọi người nhàn rỗi mọi người để thì trước sau gì nó cũng tăng lại, nên là cái vấn đề này nó cũng không quá lo lắng, đúng không? Nói chung là tương đối an toàn nhé. Thì để tham gia rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần có tài khoản của sàn OKX đã xác minh KYC nhá. Sau đó thì chúng ta nạp BTC và ETH vào đây. Và bắt đầu là từ 13 giờ ngày 15 tháng 3 là chúng ta có thể là bắt đầu stake để nhận được ZK token rồi.
Thì bạn nào mà chưa có tài khoản của sàn OKX thì hãy kéo xuống phần mô tả của video thì mình có để lại cái link đăng ký tài khoản của sàn OKX ấy. Và khi mà các bạn đăng ký qua link của team thì các bạn sẽ nhận được cái ưu đãi là giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Cái tính năng giảm phí này thì chỉ có đối tác của sàn OKX thì mới có thể là giảm phí cho mọi người đăng ký thôi, chứ còn nếu mà các bạn đăng ký qua link bình thường thì các bạn sẽ không nhận được cái ưu đãi này nhá. Và đó là cái ưu đãi mà team dành cho những bạn nào mà đăng ký qua link của team nhá. Và cũng như là sau này team phát triển mạnh hơn thì sẽ có những cái ưu đãi khác dành cho những người mà đã đăng ký ủng hộ team trong cái thời gian trước. Rồi chúng ta cũng xem luôn về cái tokenomics ở đây nhá. Thì tổng cung sẽ là 1 tỷ token. Ở đây chúng ta sẽ có 32% là khuyến khích hệ sinh thái và mạng lưới này, 28% là dành cho các nhà đầu tư này, Aerobe và tiếp thị là 15% này, quỹ dự trữ là 15% và những người đóng góp cốt lõi là 10% nhé. Hiện tại thì nó chưa có công bố cái lịch vesting nên là chúng ta chưa biết được là nó vesting như thế nào và bên nào sẽ được trả token, nhưng mà chúng ta sẽ chắc chắn là về cái phần Aerobe này là sẽ được trả đầu tiên đúng không? Cũng như là có thể là phần khuyến khích hệ sinh thái và mạng lưới này thì có lẽ cũng sẽ được unlock trước này. Ở đâu thì chúng ta cũng không biết được, nếu mà có thông tin gì mới thì chúng ta sẽ cập nhật sau nhé, đúng không? Rồi thì mọi người đã biết qua về Jumpstart và mọi người có thể tham gia để nhận được token rồi nhé. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với cái phần là gọi vốn cũng như là các cái quỹ đầu tư vào đây. Thì dự án này nó đã gọi vốn được là 25 triệu đô nhá, từ những cái quỹ thì cũng khá là ok đấy. Chúng ta thấy là có Polygen Capital này, Banyan Lab là hai cái quỹ Time 1 này, Husky này, rồi là OKX Venture này, Animoca Brand, NVC Venture này. Rồi là dưới này thì có DAO 5 này, KuCoin này, cũng là Forcing Venture, ABCD E Capital này. Đó thì chúng ta thấy là có cả Banen và OKX đầu tư nữa, cũng như là một số những cái quỹ khác. Nói chung là các cái quỹ đều đầu tư thì cũng khá là ok đúng không? Và cái mức vốn gọi được là 25 triệu đô nữa. Đấy là cái thời điểm mà trước đây. Và sau này thì có thể là dự án sẽ gọi được thêm vốn nữa thì chúng ta chưa biết. Và cũng như là được lên Jumpstart của OKX nữa. Thì các bạn thấy là OKX thì không có Jumpstart quá nhiều các dự án đâu. Trước thì chúng ta thấy là có cái dự án xui thì khá là nổi bật đấy. Rồi thì chúng ta đã biết về dự án cũng như là các cái quỹ đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ mua với giá bao nhiêu thì hợp lý. Thì bây giờ nó chưa có cái lịch vesting nên là chúng ta cũng không biết được là lúc mà nó lên sàn ấy thì cái cung lưu thông của nó sẽ là bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ tìm hiểu qua một số những cái dự án làm về cùng cái mảng này xem là cái cap của nó ở tầm nào nhé. Thì chúng ta cũng có cái dự án cụm mới lít về cái mảng này, đó là cái dự án Zeta Chain nhé. Thì trên kênh YouTube của mình cũng có làm cái video về cái dự án Zeta Chain rồi, cách đây một tháng trước, thì các bạn có thể là xem lại cái dự án này cũng khá là tiềm năng để mà anh em có thể là quan tâm nhé. Nó cũng cùng với cái mảng của cái dự án Polyhira này. Và chúng ta cũng tìm hiểu qua về cái dự án Zeta Chain này nhá, xem là hiện tại thì cap của nó ra sao để chúng ta căn cứ chúng ta xác định cho cái dự án Polyhedra này nhá. Đây là cái dự án Zeta Chain này. Đấy. Giá nó cũng chưa tăng quá cao, nó cũng sideways khá là dài đúng không? Từ tháng 2 đến giờ. Và hiện tại thì cái dự án Zeta Chain này nó có cái mức market cap là 544 triệu đúng không? Các cái quỹ đầu tư vào đây thì cũng khá là ok. Ở đây nó cũng có OKX Jumpstart này, nhưng cái lần này thì OKX nó lại không cho thị trường Việt Nam tham gia. Nhưng mà cái dự án Polyhedra lần này thì chúng ta có thể tham gia được nhé. Thì dự án này gọi được 27 triệu đô thì nó cũng tương đương với lại là cái dự án Polyhedra của chúng ta sắp tới đúng không? Cùng gọi 427, cùng ở trên Jumpstart này, cũng có OKX này, ở đây thì cũng có một số những cái quỹ khác. Nói chung là về quỹ thì cái thằng Zeta này nó không bằng được cái thằng Polyhedra đâu. Thứ nhất là nó quá nhiều này, vậy các cái quỹ thì nó cũng không có nhiều thằng xịn xò như là cái thằng Polyhedra đúng không? Nói chung cũng có thể là xác định tương đương được. Nó thì chúng ta có cơ sở là cái dự án Zeta Chain này nó cũng gần giống, gọi vốn gần giống và là cũng được lên Jumpstart, có mấy cái cap là 544 triệu đúng không? Thì chúng ta cũng xem luôn là lúc nó mới lít thì bao nhiêu nhé. Thế lúc mới lít cái chỗ này nó lúc đầu tiên thì nó không chính xác đâu, chúng ta phải tính nó từ tầm này đi. Nó tầm là hơn 400 triệu một chút đúng không? Bây giờ thì nó tăng lên một chút là 500 triệu. Thì chúng ta cũng có thể là target cái dự án Polyhedra của chúng ta nó vào cap tầm 400-500 triệu khi mà nó list sàn đúng không? Thì thông thường các dự án thì nó sẽ TGE, tức là list sàn ban đầu nó vào khoảng là từ 10
đến 30%. Thông thường là nó loanh quanh là 10-20% thôi, còn 30 thì chắc là rất là ít. Như cái thằng Zeta này thì nó cũng có cái cung lưu thông mới là 11%, nhưng mà thằng này thì cái tổng cung của nó là 2 tỷ cơ, 2 tỷ mốt, nên là cái 11% của nó sẽ nhiều hơn. Bây giờ chúng ta cứ tính khoảng là cái thằng Polyhedra này nó khoảng là 15% đi, nó sẽ vào khoảng là 150 triệu đúng không? Nếu mà 150 triệu mà chúng ta có cái cap từ 4 đến 500 triệu thì chúng ta sẽ có giá là khoảng là 3 đô đúng không? Và nếu như mà giá 3 đô ấy thì với cung lưu thông là 150 triệu khoảng đó thì nó chúng ta sẽ có cái mấy cái cap khoảng là 450 triệu đúng không? Đấy, thì chúng ta có thể là target nó loanh quanh tầm là 3 đô nhé, thì có thể là tầm đó. Đấy, nên là anh em nào mà tham gia Zoomstar mà anh em nhận được token thì cũng khá là ok nhé. Thì cái tầm loanh quanh 3 đô là cái dự đoán của mình thôi, dựa vào những cái thông tin mà chúng ta đang có và cũng như là chúng ta dựa vào cái thằng Zeta chain này thôi. Còn đâu thì thực sự đến lúc đó thì chúng ta mới có thể là biết được. Thì đó là cách mà mọi người có thể là ước lượng những cái dự án mà nó chưa list sàn nhá. Rồi thì tóm lại là cái thằng này nó có cái gì để mà chúng ta có thể là chờ đợi, hay nói cách khác là những cái ưu điểm, những cái mà chúng ta có thể kỳ vọng ấy. Thì cái thứ nhất đi, đó là nó ra mắt cái thời điểm này thì nó có thể nói là thời điểm rất là đẹp ấy. Nhưng tất nhiên là thời điểm đẹp thì giá của nó sẽ không có ngon rồi, tại vì thời điểm đẹp thì giá nó thường cao hơn đúng không? Nếu như cái dự án lít sàn là cái thời điểm mà thị trường xấu ấy thì chúng ta mua lâu dài nó sẽ ok hơn, và thời điểm này thì chúng ta có thể là lít sàn thì cân nhắc thêm nữa. Và cái thứ hai đó là cái dự án này thì nó cũng được đầu tư bởi một số quỹ cũng khá là ok đấy đúng không? Có cả Binance và OKX này, với lại nó lên được cả Zoomstart của OKX nữa này. Và cái nữa là cái thằng này nó sử dụng cái công nghệ của Layer Zero nhá, lúc đầu video mình quên mình chưa nói đó, nó sử dụng công nghệ của Layer Zero nên là nó cũng khá là tiềm năng. Khi mà Layer Zero sau này ra mắt thì những cái dự án nó liên quan thì nó cũng sẽ được hưởng lợi đúng không? Và cái nữa thì nó làm về mảng blockchain, nó kết nối những cái blockchain và di chuyển tài sản giữa các chain khác nhau, thì đây là một cái mảng khá là cần thiết. Thì những cái blockchain bây giờ thì nó phân mảnh khá là nhiều, nó không thể là di chuyển dễ dàng được, nên là có rất là nhiều cái dự án tham gia nữa. Thì đây là một cái ưu điểm nhưng cũng có thể là một cái nhược điểm, tại vì cũng có một số những cái dự án khác làm về cái mảng này như là Zeta Chain mà chúng ta vừa đề cập đến này, cũng như là cái dự án Goom này, cái dự án đấy cũng khá là nổi này, hay là bên CCIP của Chainlink này, rồi là cái dự án Acela. Dự án đó thì từ mùa trước nhưng mà nó cũng mới được list ở trên Binance. Rồi thì đó là một vài những cái dự án mà làm cùng mảng với lại là cái thằng này, nó sẽ có sự cạnh tranh nhất định. Tuy nhiên thì cái đó thì cũng phải thời gian dài để chứng minh nữa, còn đâu cái thời điểm bây giờ thì đa phần các dự án thì nó chỉ cần có câu chuyện tốt thôi là nó có thể là đẩy mạnh được rồi đúng không? Thì chúng ta thấy là cái thằng này thì nó có cái ưu điểm là có cả hai cái sàn lớn top 1, top 2 là đầu tư, nên là cái việc là MM thì nó là khá là ổn áp đúng không? Cũng như là các cái quỹ cũng khá là xịn sò nữa. Nên là chúng ta cũng có thể kỳ vọng với cái dự án này. Nếu mà list sàn giá nó đẹp thì các bạn cũng có thể là đầu tư nhé. Còn các bạn là cho rằng là khi mà list sàn thì cái dự án này sẽ có giá khoảng bao nhiêu thì hãy để lại cái ý kiến của mình dưới phần bình luận của video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Mọi người thấy video hữu ích thì đừng quên like video cũng như là ấn đăng ký kênh, vừa là để ủng hộ kênh cũng như là vừa để các bạn có thể đón xem được những cái video mới nhất từ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.